canh rượu trắng. Các bạn lấy rượu trắng, các bạn cho vô một muỗng canh, hai muỗng canh dầu ăn và một muỗng cà phê muối. Khi mà sóc vô thì nhớ là nếu chúng ta để cho ráo thì cho nó có nước rồi trộn đều lên. Chúng ta nướng cái tỏi mà hành đó. Thì các bạn nên một muỗng muối đầy nha. Đối với cái này thì chúng ta nên một muỗng đầy, một muỗng đặc nguyên một, 4 muỗng canh nước tương và một muỗng canh mật nha hoặc mật ong. Rưới vào khoảng 3 muỗng canh mỡ gà nha các bạn. Nếu mình rưới nước cốt dừa thì 200g nha các bạn. Các bạn rắc vô thêm 50g đường nữa. Đối với nhóm miền Nam, nhóm miền Bắc thì các bạn chỉ cho vô ít đường thôi nha. Khoảng 1 muỗng canh đường thôi, rưới đều nó thôi, rồi trộn đều. Và thêm một chút muối nữa. Các bạn cho thêm khoảng nửa cái muối nữa. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm,